Dạo này chào bà con nha. Em làm bài video á thì muốn cho mỗi một nhà là có một con máy cắt cỏ để dùng. Đó là em nói thiệt, cái tinh thần của em làm một con máy em chỉ lời 100 200 nghìn thôi. Chứ nó không lời nhiều. Em một ngày em bán 3 con thôi. Đó, mọi người để ý video em đến đâu là em bán hết đến đó, chứ không còn đâu. Thì với cái tiêu chí của em là mỗi nhà đều có một con máy cắt cỏ, bởi vì em phân phối là cố gắng rẻ nhất cho mọi người. Và những con này là những con đạt đến 32 ly, và cái đặc biệt là rất là mới. Cái tiêu chí của em là em muốn cho bà con nông dân ai có máy để dùng đấy, rất là mới nha, mới keng luôn. Thì mọi người nghĩ đi, một cái con này bên em bán ra giá đúng không là chỉ có 1,2 triệu thôi, nó mới tinh như này. Chốc nữa em nói về phần động cơ cho mọi người coi nữa, con máy khỏi chê luôn. Thì đừng có tiếc thật sự, bởi vì ví dụ mọi người bỏ ra 1,2 triệu thôi, không phải mượn mọc của ai, không phụ thuộc vào có ai hết. Nhiều khi mình mượn của người ta rồi đến khi người ta cần mà đúng vào cái lúc người ta đang làm mình mượn đâu được đâu, thì thà mình mua máy làm về gặt lúa này, về làm cỏ quanh nhà này, về làm này làm kia, làm nhiều thì mình làm từ từ thôi rồi nó cũng hết. Đó, nói chung là vậy. Thì đây là con TD24 nha, đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Trong cái đống máy tuyển của em thì những con này nó đẹp, nó quá đẹp luôn. Người coi này, chuông này nó có những lỗ thoát khí để cái chuông này nó bền luôn đấy. Và đặc biệt em kết nhất dòng TD này một cái, một yếu tố mà em kết nhất của con TD đó là cái cần của nó. Cái cần của nó là cần cần tâm 260 đấy, nó vừa với tâm xịt thuốc, là một cái ưu điểm rất là lớn rồi. Rồi lại cái ti trong này nó bự lắm, nó bự bằng ngón tay út luôn này, nó ghê lắm, nó to bằng ngón tay út mình luôn, bền vô đối luôn, nên là thành ra là đầu bò lại to nữa, nên là cần lại dài nữa, làm sướng. Thế tội gì mọi người không mua, có cái 1,2 triệu bạc bao ship tận nhà luôn, cái tiền ship mất mé mất 100 nghìn rồi. Mọi người thấy này, cái máy này rất là đẹp, chưa rửa nha, em nói chưa rửa này, cái tem đây này nó quật cỏ hàng ngày mà nó còn luôn này. Để yên tâm em nói con máy rất là mới, đầu bò này, chén này, chống quấn cỏ luôn theo. Mà con máy mà về là phê tuyệt vời luôn theo, có chân đế này đẹp tuyệt vời đấy, mới keng luôn, yên tâm bao mới. Bô này chưa có vết xài bao nhiêu, mọi người coi cái bô trong này, cái nước bô này đấy, thấy chưa? Đấy, bên Nhật họ xài rất là ít. TD21 bít tông 32 ly, và đặc biệt những kênh khác họ bán đến 1,4 triệu, 1,5 triệu luôn, 1,6 triệu luôn, mà em bán giá nó vừa phải thôi, để cho ví dụ như một ngày mình chỉ cần bán con hai con thôi là mình đủ ngày công rồi, mình đâu quan trọng đâu. Mọi người coi hơi này. Thấy không? Hơi 24 mà. Hơi hơi như vậy đấy, thấy không? Coi thấy không, đạp không nổi đâu, ghê lắm, yên tâm bao ngon nha, bao lên chế hai kim nha, chỉ có 1,2 triệu thôi, bao ship tận nhà. Mọi người yên tâm, khi em làm thì những con này mà em đã làm xong xuôi hết thì tuyệt vời, không thể chê được cái điểm nào, rình đét đẹp chứ tem này còn nguyên đai nguyên kiện, quá đẹp. Trong con TD2 của con này muốn chốt con nào mà chốt được, giá lại hời. Đợt này là cái đợt mà đáng mua máy cắt cỏ nhất. Thứ nhất là cái kinh tế nó khủng hoảng em biết, nên là mọi con máy em chiết giảm đi, ví dụ như vài trăm nghìn. Cái thứ hai là em biết là dân chúng bây giờ rất là ít tiền, tiền người ta để dành hết, người ta không bao giờ người ta mua tầm bậy tầm bạ đâu, bởi vì tiền giờ làm rất là khó, kể cả em làm nghề là em biết rất là khó, tiền ra vô rất là ít, nên là em cố gắng tiết giảm mọi thứ, lợi lời ít nhất có thể để cho tất cả những bà con đều có những con máy để mà dùng. Đó là lời nói tâm huyết của em nói thiệt, không muốn mọi người mượn lung tung. Đấy, có nghĩa là mọi người đâu ai muốn cho mượn đâu, và mọi người đi mượn cũng khó chịu lắm nhỉ, thành ra mua mẹ sướng hơn, rẻ này, buri này, quầy sạc nó mới này, thấy không, mới lắm, nên yên tâm. Giờ này em còn phải làm này, nên mọi người yên tâm đi, em cố gắng em dọn cho những con máy tuyệt vời đến tay bà con nông dân để xài sushi nó đây nha. Đấy, yên tâm. Đấy, còn nếu như mà mọi người mà tự dọn thì
em bán y xì giấy thôi, có gì đâu khó. Y như thế này thì em bán cho 1 triệu đây, bên em bao ship tận nhà cho. 1,2 triệu thì cũng bao ship tận nhà luôn, chênh nhau 200.000. Em nói rồi mà, phần chế của nó gần như là bỏ mà. Thì em lên chế cho, lên chế hai kim, chế tàu nha, chứ anh không có chế tàu nhưng mà sẽ ngon. Đấy, chứ không cần phải chế nhật, chế nhiếc gì hết. Ưng là mua, thật mua vừa bạn. Đây, nắp xăng này, đẹp nha. Con này tuyệt vời lắm, mọi người không chốt. Khi người ta mua mất thì cái tiếc. Đây, lọc xăng trong này. Con này tuyệt vời luôn, yên tâm, bao ngon. Rồi, ok, cảm ơn mọi người nha. Em có ăn dọn luôn rồi. Rồi, mọi người mua được thì alo. Em sẽ cố gắng làm bạn. TD24 đẹp, mua được thì cố gắng chốt cho em cho vui. Kinh tế khủng hoảng mà, em cũng muốn bán được hàng, muốn bán làm đầu bán đến đó là sức nhất, nhưng mà vẫn chậm, bán chậm hơn hồi trước là nói thiệt. Rồi, ok nha.